Chúng ta mỗi ngày niệm Phật quý vị Cái quan trọng là Mở rộng tâm lượng ra Đại lão Hòa à, Thượng Tịnh Không Ngày giảng hay nói rằng là Tu hành quan trọng nhất là gì Mở rộng tâm lượng ra Đây là cái quan trọng nhất Vì sao mà Duyên Phật A Di Đà thù thắng như vậy Chỉ đúng có một chỗ là tâm rộng lớn thôi Tâm rộng lớn thôi nên quý vị nhớ rằng là Khi tâm lượng mình rộng lớn Cái của gì của mình cho người ta dùng là mình mừng Lúc đó vì biết tâm lượng bị mở rộng rồi đó Cái gì món đồ ăn ngon của mình ăn Mà đưa cho người ta ăn Người ta ăn ngon là mình mừng đó, Tâm lượng lớn rồi đó Nhớ nghe không? Chiếc xe mình đang đi Mà người ta chạy mình mừng Khi mà người ta chạy Mình đưa cho người ta chạy Mình thấy người ta chạy mình đứng đó. Mình đứng mình nhìn người ta chạy chiếc xe, mình thấy mình vui cái chiếc xe của mình mà người ta chạy, trong lòng mình thấy vui, à, cái tâm đó đó, quý vị để ý vậy đó, đó, rồi mình có đồ gì dư, mình biết chia sẻ cho người ta, là tâm lượng mình nó mở rộng ra, đó quý vị, ừ, tâm lượng mở rộng ra, rồi mình có đồ gì ăn ngon mình đưa người ta ăn liền, <laughs> chứ không phải đợi tới thiêu đưa ăn nghe, đó đó cái này quan trọng đó. Nó nghĩa là tu tập là Cái quan trọng là để mở rộng tâm lượng ra Khi tâm lượng mình mở rộng ra Thì cái buồn nó không có, không có nhiều Chắc chứa được Giống như bây giờ Một cái lưu nước thì mình bỏ miếng mực vô Thì nó cũng chưa đến nỗi đục quá à, Nhưng mà nếu mà cái ly nước Thì một chút xíu mực bỏ vô là nó đục ngầu Còn nếu như một con sông Thì khó đục lắm quý vị Nó phải là một lượng nước đục rất nhiều Chảy vào nó mới đục được con sông còn nếu như biển cả mênh mông thì dù cho bây giờ bao nhiêu kinh gạch có chảy nước đục vào biển đi chăng nữa thì không thể nào làm cho nước biển đục được. Vì sao? Vì biển lớn quá. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà mình là người niệm Phật là niệm danh hiệu của Phật A Di Đà. Vì nhớ cái danh hiệu Phật A Di Đà này rất là nhiều người chúng ta niệm. Chúng ta rất là mong muốn làm sao niệm làm sao để tâm mình được nó, nó giống như là nó an lạc và nó tiếp nhận được câu vật hiệu mà nó thoải mái cái tâm cái gì nó không phải là một sớm một chiều thì như kỹ nó không phải một sớm một chiều một trăm phần trăm vị trong khoảng thời gian ngắn đây nè nhà đứa cảm giác được cái việc niệm phật thì ra chúng ta khi bận tâm nhiều quá là cái tâm bên trong nó đậy lại cái nhĩ căng là cái bên ngoài để tiếp vào tâm nhưng ở trong nó đậy lại Nên ở ngoài nghe không có được Tại vì tâm nó đậy lại Nên có vật hiệu khi mình vừa nghe Là cái cái tạp tâm nó đẩy ra Nên khi cái người niệm Phật Mà miệng niệm tai nghe nghe không có được Tại vì sao? Vì tâm quá nhiều thể loại Tâm nó quá nhiều thứ Vì chừng nào quý vị mới niệm Phật mà Cảm giác như mình đang niệm Phật Mà mình có được một cái cảm giác như là Là câu vật thì mình đang niệm là lỗ tai nó nghe rõ ràng và nó vào được trong tâm mình và nó cảm giác như nó sướng nó an lạc nó vui vẻ nó tự tại thì sao đâu á là lúc nào quý vị lúc mà rất nhiều việc quý vị đã buông ra được hết là tâm quý vị nó đã hoàn toàn nhẹ khi tâm nó nhẹ rồi lúc đó niệm phật thì cứ, cái, lỗ tai mình không muốn nghe nó cũng phải nghe nó tại vì miệng niệm là nghe liền là nghe nhẹ nhàng nghe mà nó bằng cái câu cái danh hiệu phật diệu tâm để nghe Chứ nó không phải là lúc trước là mình bó buộc và đè ép nó phải nghe có vật hiệu không phải khi mình đè ép nghe là mình vừa nghe được một hai câu là bắt đầu cái tâm tạp của mình nó phóng ra liền nó phóng ra bắt đầu là cái cái nó theo cái cái trạng thái của tâm tạp đó nó không thể nào dịu tâm để nghe có vật hiệu nên có vật hiệu này mà muốn mà niệm mà nghe mà dịu tâm được có vật hiệu mà an lạc được đó nghe là cái cực kỳ quan trọng luôn là phải tin vật phải tin Phật thời gian cho lâu Và dù cỡ nào cũng phải tin Phật và niệm Phật Cỡ nào cũng phải tin Phật và niệm Phật Và cỡ nào cũng phải tin Phật và niệm Phật Cứ như vậy đi Là từ từ tự nhiên Đến một ngày nào là cái tạp tâm bên trong mình được quá giải Khi tạp tâm bên trong mà quá giải Thì có vật hiệu niệm ra là bằng Bằng cái trạng thái câu thông với vị. Câu thông với bổ nguyện Và câu thông bổ nguyện là lỗ tai nghe liền Lỗ tai nghe có vật hiệu liền mà nghe bằng một cách nghe rất nhẹ nhàng mà có những lúc mà bản thân mình nghe được an lạc chút giờ thôi mình ngưng đi mình cứ niệm bình thường đi không muốn nghe gì nữa tôi nghĩ là giữ là trạng thái tự nhiên luôn là cảm giác tự nhiên tự nhiên luôn còn có nhiều người mình là bắt ép nó phải nghe và bắt ép nó phải nghe nên khi tu xong một thời nó căng thẳng thần kinh mình nó căng thẳng căng thẳng nên quý vị biết nguyên một thời tu như vậy chứ cái khoảng thời gian mà để an lạc tâm quý vị đừng đặt vấn đề nó nhiều nó một chút ít rất ít nhưng mà nó cũng đã tuyệt vời rồi. Có nghĩa là một khoảng thời gian an lạc nó rất là ít, nhưng mà nó đã tích tụ được nguồn năng lượng rất cao. Nên cái tinh Phật rất quan trọng. Cái gương mặt của người mà tinh Phật nó sẽ khác cái người mà niệm Phật mà không tinh Phật. 100% luôn. Cái gương mặt của người tinh Phật mà niệm Phật dù họ đang khổ, đang đau, đang buồn cái gì, nhưng mà gương mặt của người tinh Phật khác cái người họ chỉ niệm, họ không có cảm giác, họ không biết cái đó là cái gì. Nó khác hoàn toàn luôn khi một người mà chưa tin Phật và không cảm giác với câu Phật hiệu này thì lúc họ niệm Phật cái gương mặt của họ giống như là họ mệt mỏi lắm họ không có một cái cảm giác gì giống như bây giờ quý vị nghĩ đi bây giờ mình thương ai thì mình ngồi mình nhìn thấy người đó mình thấy người đó mình sẽ thấy thấy rất là vui mình cảm giác mình tỉnh táo không ví dụ như mình đang mệt đang buồn đang gì mình thấy người đó cái lặng mắt mình chớp 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 lên tại vì mình quá thương người đó hiểu chưa còn mình mà không thương người đó thì bây giờ mình gặp người đó thì chăng nữa mình cũng không có cảm giác gì Thì giống hệt như là khi mình thương Phật Thì cái tâm của mình khi niệm Phật Gương mặt mình sẽ khác Còn cái người người ta không biết Phật là ai Người ta niệm mình niệm thôi chứ người ta không biết Phật là ai nó Người ta niệm theo cái trạng thái Người ta đi theo niệm thôi Chứ không phải là hiểu để niệm Thật khác nghe Cái này khác á Giống như vị đi học thôi Học để quyết định ra một cái nghề thì khác Còn người đi học Chừng nào rớt nghỉ thì khác đúng quý vị họ học bằng một cái trạng thái họ không có cái đường đi họ không có một phương hướng thì khác còn có người học bằng quyết tâm học để đi đến một phương hướng mục tiêu thì khác đó, nó khác nên khi một con người mà tính nguyện niệm phật á, thì quý vị biết rằng là như tuổi như cả những đức á, thì khi những đức mà chia sẻ về tịnh độ quý vị quan hỷ dùm là vì sao vì cái tuổi này nó phải cảm giác như nó phải động tác quý vị động tác nó phải háo hức Chừng nào những đức khoảng 70 tuổi thì quý vị sẽ thấy những đức không có quơ tay quơ chân nổi đâu. Thì lúc đó những đức yếu rồi, cái tuổi già rồi nó 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 không có còn quơ tay quơ chân nổi nữa. Nên quý vị hết sức thông cảm vì cái tuổi này là cái tuổi nó đang còn trẻ, còn khỏe. Thì quý vị phải để cho những đức nó thao tác một chút. <laughs> Chứ không thể nào quý vị kêu những đức mà đơ đơ được quý vị. Không thế nào quý vị kêu những đức mà ngồi mà cứ Quý à, vị phải cố gắng, vị cố gắng phải niệm Phật, phải cố gắng cái niệm làm sao <laughs> nó không có được như vậy vì nhau nên cái tuổi này là tuổi thao tác khi nói chuyện nó có động tác thao tác để thu hút quý vị nó làm cho cái người bên kia chuẩn bị ngủ đi cái thao tác của những đứa nó làm cho ta giật mình ta không ngủ được đó nên cái người mà chia sẻ Phật pháp là cái phương tiện của người ta làm cho vị phải vui vui rồi mới tỉnh tỉnh rồi vị mới nghe khi có người vui vui lên là cái tâm quý vị nó sẽ loại bớt đi những cái lo âu mà khi loại bớt những cái lo âu thì vì mới nghe được và tiếp nhận được Phật pháp. Những cái phương tiện nó là gì đó quý vị? Nên chúng ta nên mở rộng tâm lượng ra và làm sao bản thân của mỗi người chúng ta thông cảm cho nhau hết đi. Bởi vì mình càng tu tập mình mới thấy cái lời dạy của Ngài và Thượng Hải Hiền đúng là hay. Càng tu tập mới thấy cái lời dạy của Bà Thượng Hải Hiền công nhận là hay. Bởi vì Ngài và Thượng Hải Hiền là Ngài thâm nhập Pháp Môn Điện Phật chắc chắn. Ngài nói rằng là thiện ác gì cũng tốt. Rõ ràng luôn à, hồi, hồi, hồi lúc trước mình cũng nghe gì Mình cũng nói theo thôi Chứ thật sự mình chưa có cảm giác quý vị Nhưng mà từ 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 rồi quý vị tu tập Quý vị sẽ thấy cái thiện ác nó đều tốt hết Cái quan trọng là ngay cái tâm mình Nó thật sự nó còn tốt hay không Cái này mới là quan trọng nè Chứ ngoài ra cái thiện cái ác là cái nhân cái quả con người đa phần Mình chi cầu cái thiện chứ mình đâu có chịu cái ác đến với mình đâu Nhưng mà mình đã gieo nhân ác Thì làm sao mà cái ác nó không đến vì coi nên ngài nói thiện cũng tốt mà ác cũng tốt và tôi nên công ngài nói rằng là làm người cũng tốt coi chờ cũng tốt đỏ đi ngục cũng tốt giải sanh cũng tốt cái tốt đó là do cái nhân mình gieo cái nhân mình gieo thì sao nó thành cái quả vậy chứ nó bây giờ những đức mới thấy rằng là rõ ràng và tôi nên công ngài giảng hoàng pháp công đức không bằng hộ pháp vì nhớ kỹ chỗ này này cái này mà cảm giác thiệt này. Bây giờ những đức có một cái tâm đem với môn tình độ giới thiệu Mà trong thời điểm này không có một người nào đồng hành những đức Thì lấy đâu cái người về sao Để đem với môn tình độ giới thiệu Mà cái người đang hỗ trợ những đức là những con người đang hộ trì Hiểu chưa Nó hộ pháp Họ hộ cho con người này hộ là gì vì Giống như trồng một cái cây 5 Năm năm sau nó chủ quả Nhưng mà nếu trong khoảng thời gian Trong năm năm này mà không tưới tẩm Thì làm sao năm năm sau có quả mà cái người đem vào Phật Pháp giới thiệu là cái người đang sanh quả đó quý vị. Mà, mà, mà cái người tương lai nó sẽ hoàn pháp là cái người nó được bây giờ bò dưỡng. Mà bò dưỡng là ai bò dưỡng? Là người hộ trì. Người hộ trì giúp cho họ thành công rồi sao? Nên Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng cái công đức hoàn pháp của Hòa Thượng Tịnh Không bà hoàng Quán Trưởng chiếm hơn phân nữa. Vì chính bà đã hộ trì Hòa Thượng Tịnh Không. Năm xưa Hòa Thượng Tịnh Không đi đến chùa không ai cho ở cả. Có thể đi cúng thì được nhưng hoàn pháp giảng pháp thì không cho nên ngài không còn đường đi đi bà quán trưởng đem về nhà cho ở trên lầu <laughs> cho ở trên lầu thì coi bà không nói rõ ràng cho ở trên lầu nó, nó, nó. rồi xong ngài cứ ở như vậy bà quán trưởng mới lo hết cho ngài hộ trì cho ngài và tôi không mà nói tôi có ngày hôm nay là công ơn của hòa bà hàng quán trưởng hơn phân nữa nó vì cái Bây giờ quý vị coi những đức cũng vậy Đi dòng do tam quốc bây giờ cũng không biết đi về đâu luôn Cuối cùng Người ta cho ở trên lầu quý bây vị coi, bây giờ, quý coi coi. Rồi xong cứ vậy mà đi phật quý vị trong phòng Tu tập thôi Bây giờ người ta nó, nấu cho chén cơm ăn rồi xong Ăn cơm rồi xong đi tu Là người ta đang hộ trì mình Thấy chưa Giúp cho mình đừng nghe, đừng thấy, đừng biết, đừng lo âu nữa Là người ta đang hộ trì cho những đức đang hộ trì những đứa. nên những đứa ở đâu những đứa không lẽ trong lòng mình nói mình ở đâu không lẽ mình lấy bàn tay mình ịnh vô tường cái Tiếng chi vì nơi đó mình đã từng ở đó một khoảng thời gian của cuộc đời sau này mình dù định cư ở một nơi nào đó cũng nhớ lại nơi đó lúc khó khăn nhất mình đã từng được ở nơi đó và từng gặp những con người trong lúc khó khăn nhất những con người này nó gieo vào tâm khảm của mình bằng một cái sự cảm ơn bằng cả tấm lòng mấy bữa trước á gặp một người này nói một câu hay họ gọi là người nữ ta nói một câu con khi mang ơn ai một con muốn trả ơn người ta mười vì cái tâm thế không cái tâm cảm ơn nó rất là quan trọng quý vị nên bây giờ pháp môn tịnh độ là pháp đại thù thà mình cảm ơn phật bồ tát cảm ơn người đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho mình bản thân mình cố gắng chân thật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu nên tu tập làm sao mở tâm lượng rộng lớn ra quý vị Mở tâm lượng rộng lớn ra Bây giờ chúng ta mỗi ngày tu tập xong Được ngồi chia sẻ gì đặc biệt quá quý vị Quý vị đừng bao giờ Tìm hiểu những đức đang ở đâu Tìm hiểu chi Chừng nào duyên chúng ta sẽ gặp Chúng ta sẽ gặp thôi Chỉ cần chúng ta còn ở cuộc sống này Chúng ta sẽ gặp nhau thôi Nếu quý vị chỉ cần thấy những đức mỗi ngày tu được gì Là vì đã quá mừng rồi Mừng rằng cái người ngày xưa lúc trước mình thấy Mình biết Bây giờ dù như thế nào cũng tu Là mình đã quá mừng rồi Còn nếu như quý vị thấy nhà Đức không có sự tu tập gì Vì cảm thấy đó là điều Nói quá trời luôn mà bây giờ nghĩ tu Thấy không còn những đức hiện tướng sao thì cái đó chỉ của những đức miễn làm sao những đức thấy phù hợp và tiện lợi cái hoàn cảnh mà những đức ở thì tự nhiên đó là điều tốt miễn những đức tu với vị thôi hiểu quý vị chỉ cần những đức tu quý vị là được rồi đừng có đi tìm hiểu là hỏi han à bây giờ ở đâu ở đâu ở đâu đi tìm hiểu làm chi vậy chàng miễn mình tu tu là được rồi mình gặp bao nhiêu ngày tháng nay cuối cùng cũng được gì đâu Nó, cái quan trọng là bây giờ quay lại mà mỗi ngày tu được bốn thờ nè đó là quan trọng nè còn những người mà hữu duyên mà gặp nhau mà ngồi chung với những đức một cái người này là những người hữu duyên đặc biệt quá Thấy không? Nó. mà hữu duyên đặc biệt ngồi kế bên vậy đó mà họ không có cái cảm giác đặc biệt còn quý vị ở phương xa thì bị tìm kiếm để cho gặp còn những người mà ở kế bên có khi bằng đêm ngủ họ lấy chân ngoéo vô cần cổ xí khổng chết chết <laughs> không đơn giản quý giờ ngủ mà ngủ mê mà đang ngủ 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 hả cái miệng cái gì chu mỏ thở lấy chân đạp vô cái họng cái chết <laughs> của là chết kinh khủng chưa quay lại xem chút gãy găng ok nó mô gì đâu phật <laughs> còn đời người mình sống lên voi xuống chuột như nó nói với vậy hoài vị thấy không cái gì có gì á à? có lên thì có xuống à có thịnh thì có si thấy không à, cái câu mà những đức hồi đó nói hoài vì nhớ không sau này những đức có cái gì quý vị nhớ mỗi gia đình đều có bộ tượng phật và giữ từ khóa tu nghe câu này những đức nó không biết bao nhiêu lần mà nói câu này vậy thì bây giờ lúc này rõ ràng rồi còn gì <laughs> đúng không tự phật vị tặng cái vị quá chèn nữa đúng không nhà nhà có bộ tự phật chèn có từ khóa tù người ta gieo hết trơn người ta đi đến đây hữu tình đến gieo giống mà. nhân đức quả lại sanh vô tình đã không giống thì không đức cũng không sanh mình thấy hữu tình thì sẽ gặp nhau thôi còn vô tình là không có duyên thì dù có bây giờ có gần cái bên nó cũng không có gì cảm giác gì nhau chưa mình đã có duyên mình quý mến nhau thì thôi cố gắng niệm phật đi đừng có đi tìm hiểu những đức ở đâu chi cho nó mệt chừng nào những đức xuất hiện những đức đủ duyên những đức đến như vị là sẽ đến đó đừng Nhiên tâm đi bây giờ trên đây tu những đức thấy gương mặt quý vị hết rồi đó có khi những đức đến với vị bắt tử là ở nhà quý vị bắt tử luôn á không kêu cũng đến tự nhiên xuất hiện thấy đội nón kết bịch khẩu trang mở ra ú thì <laughs> bắt giật luôn quý vị còn bây giờ thôi mình cứ yên ta yên mình lo tu đi ở đâu lo tu đấy đi không nhà nhà cứ lo tu đi là xong rồi hiểu không? <laughs> để cho tôi yên <laughs> hiểu chưa vậy là được xong rồi đối với vị mình lo mình tu thôi là được ha nên mong quý vị cố gắng niệm phật tu xong nói chuyện một chút gì là thấy đặc biệt rồi ngày mai thứ bảy ấy, chỉ vậy nè hồi đó thường về chùa có lớp đạo làm con buổi tối bây giờ nhà mình mình không về chùa thí dụ đi giờ không có lớp đạo làm con còn về về tỷ vị mà nếu mà ai mà không về Thì mình mua vài cái bánh Vài chai sữa Sữa chua vậy đó không? Xong những đứa tu xong nói chuyện mấy câu Nói chuyện xong Quý vị ngồi lại gia đình ba bốn người Ăn bánh uống nước Tao lập lại gia đình của mình luôn Hiểu chưa? Không? đó, 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 đó. Cái làm vậy đi Nói rồi những đứa nói chuyện chút xíu quý vị là xong rồi nói, Còn nếu ai về chùa thì cứ về Không sao cả đó, Nhưng mà giờ lớp đạo làm con như nghỉ rồi Nên từ đó đó tùy quý vị coi sắp xếp tối thì thứ bảy thì 12 giờ khuya ai lên tu được cái tu có nhiều người như thế thấy buổi sáng mà thức còn không nổi nó 12 giờ khuya rồi <laughs> chàng ơi sáng mà vòng một bốn giờ rồi đó Người ta kéo thời gian 4 giờ rồi đó vậy mà chưa thức chưa nổi bốn rưỡi bốn rưỡi mà thức chưa nổi bốn rưỡi mà thức chưa nổi nữa chàng ơi chàng chàn. vậy mà muốn giáng sanh hỏi giáng sanh ơi đưa tay lên giáng sanh giáng sanh tây ninh Giảng sanh đâu có đơn giản Quý vị thấy những đức lên bờ xuống ruộng chưa Vì những đức muốn giảng sanh Lên bờ xuống ruộng té hàng gạo Châu hút Chói dược Té hầm hốt Tùm lum tùm ta muốn giảng sanh cỡ nào ta cũng niệm Phật Quý vị thấy chưa Chứ đừng cái này bốn người gửi mà chịu thích tu Giảng sinh <laughs> Ngộ ghê chàng ơi Bây giờ còn trẻ không chịu giữ thời gian Để cố gắng tranh thủ để tu một chút đó đâu bố ngủ tới bốn giờ gửi, thẳng cẳng rồi không chịu thức gì đi tu hiểu không mai mốt ở nhà đó làm chính mua cái đồ chích điện <laughs> anh chị nào mà sáng chưa chịu thức lấy đồ chích điện chích một cái thử còn ngủ nó không biết phải cái đầu kéo mới được mình mà không có cái đầu kéo rồi là mình bỏ tu liền cho vì biết Nhưng những đức là đầu kéo quý bị thấy chứ những đức chịu tu quý bị tu đó Chứ như đức mà bỏ tu bị nghỉ tu á, thì đừng nói chuyện dẫn chơi. Một số người ít tu thôi, nghe không? Nên bây giờ mình gặp được cái người gì, họ kệ đi. Họ cũng là phàm phu còn sai nhưng mà họ chịu tu, vậy cũng được rồi. Thế quý vị chịu tu là cũng được lắm rồi đó. nên nhớ sáng cố gắng thức dậy tu thờ bốn giờ gửi mà không chịu thức nó chen nó chen. Bây giờ thức ban đầu chưa quen tôi cho bốn giờ gửi mới thức đó. Thức xong rồi rửa mặt rửa mày xong tới giờ lễ Phật thì vô lễ thôi. Thờ vậy đó không chịu làm được nữa thôi vừa tội sáng mà tôi mà bấm lên mà tôi không thấy mặt mày chết Thấy <laughs> <Được> chưa <laughs> vậy là tôi quá thông cảm à Tôi ba giờ mấy tôi thức rồi xong tôi tu đúng thật cho bốn giờ rửa mới thức thức xong rửa mặt rửa mày để chung hai chục phút cho 20 phút uh, vệ sinh đó rồi xong vô lễ vật thời cho tôi tôi thấy mà không vô lễ vật là chết mai mốt gặp mặt nhau không vui chờ biết nghe chứ nên, từ nơi đó cố gắng đi ha thôi chúc an lạc nha như là vợ chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha ai gì đào phật ai gì đào phật ai gì đào phật ai gì đào phật